giá lúa gạo lên cao, thủ tướng ra chỉ thị nóng. Cận cảnh hai chú voi bị xiềng xích chân, in hẳn vết ở vườn thú Hà Nội. Mưa lũ, sạt lở đất ở miền núi phía Bắc làm 7 người chết, di rời khẩn cấp nhiều hộ dân vùng nguy hiểm. Giá lúa gạo lên cao, thủ tướng ra chỉ thị nóng. Trước tình hình giá gạo tăng cao, thủ tướng yêu cầu phát huy lợi thế trong sản xuất lúa gạo và cơ hội của thị trường xuất khẩu, nhưng vẫn phải đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị về đảm bảo an ninh lương thực và thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo. Cần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống, chỉ thị của thủ tướng nêu rõ. Chỉ thị của người đứng đầu chính phủ đưa ra trong bối cảnh tình hình thương mại lương thực toàn cầu diễn biến phức tạp, giá gạo tăng cao do Ấn Độ, Nga, Dubai cấm xuất khẩu, thỏa thuận ngũ cốc biển đen hết hiệu lực, ảnh hưởng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Một số địa phương tại Việt Nam có hiện tượng mua gom lúa gạo ồ ạt, gây mất cân đối cung cầu cục bộ, đẩy giá mặt hàng này trong nước lên cao bất hợp lý. Do đó, để đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế trong sản xuất lúa gạo và cơ hội của thị trường xuất khẩu, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các bộ, địa phương rà soát quy hoạch, phát triển các vùng sản xuất lúa hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao, đảm bảo mục tiêu sản xuất trên 43 triệu tấn lúa một năm. Đồng thời, Bộ này cùng Bộ Công Thương, các địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường gạo khu vực, thế giới, tình hình sản xuất, sản lượng lúa gạo trong năm để cân đối phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Các bộ đẩy mạnh đàm phán, tháo gỡ các rào cản kỹ thuật để mở rộng thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam và khuyến cáo địa phương, doanh nghiệp, hộ trồng lúa tuân thủ quy định chất lượng lúa gạo của Việt Nam và nước nhập khẩu. Để đảm bảo an ninh lương thực, tận dụng cơ hội xuất khẩu và tránh đầu cơ trục lợi, lãnh đạo chính phủ giao bộ trưởng các bộ ngành liên quan kiểm tra, giám sát kinh doanh xuất khẩu gạo. Các bộ theo dõi thị trường thương mại gạo thế giới, động thái các nước sản xuất, xuất khẩu để chủ động điều tiết sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu gạo. Cũng tại chỉ thị này, Bộ Công Thương được giao sớm hoàn thiện, trình chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định 107 về kinh doanh, xuất khẩu gạo. Nghị định cần quy định chặt chẽ, khả thi về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, chất lượng lúa, gạo xuất khẩu. Các thương nhân phải liên kết với người trồng lúa trong xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất, tiêu thụ lúa gạo tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, thuận lợi. Bộ này cùng các cơ quan đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại gạo phù hợp tình hình mới để nâng cao giá trị sản phẩm gạo Việt Nam, khai thác hiệu quả cơ chế ưu đãi của các FTA để chiếm lĩnh các thị trường mới, tiềm năng và nâng cao sức cạnh tranh cho ngành hàng gạo Việt Nam. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chủ động các biện pháp bình ổn giá, hỗ trợ người sản xuất lúa, xuất khẩu gạo và các thương nhân. Bộ Tài chính tính toán, cân đối việc dự trữ gạo, dứt khoát không được để người dân thiếu lương thực, thiếu gạo khi giáp hạt, thiên tai, dịch bệnh. Xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, trục lợi bất chính, đẩy giá lúa gạo lên cao bất hợp lý, gây bất ổn thị trường trong nước, uy tín của thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế, Thủ tướng yêu cầu. Các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo cũng cần duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu, báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu, tìm hiểu kỹ các đối tác trước khi ký hợp đồng giao nhận và thanh toán các lô hàng để tránh bị lừa đảo. Cận cảnh hai chú voi bị xiềng xích chân, in hẳn vết ở vườn thú Hà Nội. Trước nhiều ý kiến thắc mắc, khu vực chăm sóc voi được tài trợ hàng rào điện để vật nuôi có thể nuôi thả tự do trong khuôn viên mà vẫn bị xích chân, lãnh đạo vườn thú Hà Nội giải thích cụ thể. Mới đây, trên mạng xã hội lại xôn xao hình ảnh về những con voi ở vườn thú Hà Nội được nuôi dưỡng, chăm sóc trong điều kiện tù túng. Theo đó, một fanpage có hơn 3,2 triệu lượt theo dõi đăng tải thông tin hiện có hai cá thể voi đang bị nuôi nhốt tại vườn thú Hà Nội, một cá thể voi mới chết gần đây. Voi bị xích chân và không thể di chuyển quá hai bước chân, mặc dù khu vực nuôi nhốt có hàng rào điện do một tổ chức bảo vệ động vật tài trợ để voi được tự do trong khu vực sống. Bài viết thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận sau khi được đăng tải. Nhiều người bày tỏ sự thương xót với những chú voi sống khổ vì bị nhốt. Có người lên tiếng kêu gọi giải cứu những chú voi này và cho rằng cách chăm sóc, nuôi nhốt thế này không khác gì hành hạ động vật. Trao đổi với phóng viên báo Dân Trí về vấn đề này, ông Lê Sĩ Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Vườn thú Hà Nội xác nhận, hồi tháng 2 vừa qua, một cá thể voi tại đây đã chết. Hiện Vườn thú Hà Nội còn hai chú voi đang được chăm sóc nuôi dưỡng. Trước những ý kiến thắc mắc, khuôn viên khu vực nuôi voi đã được trang bị hàng rào điện quay xung quanh khuôn viên rồi, nhưng voi vẫn bị xích chân. Ông Dũng giải thích, việc này để đảm bảo an toàn tính mạng cho người chăm sóc. Hai cá thể voi đã già, tính dữ, thay đổi thất thường nên quản tượng buộc phải xích chân mỗi con vật một góc riêng, ông Dũng nói. Đại diện phòng kỹ thuật vườn thú Hà Nội cho biết, hai cá thể voi hiện tại được đơn vị tiếp nhận vào tháng 7 năm 2010 và tháng 4 năm 2014.
con voi đã chết có tên Hát Khun 44 tuổi. Voi Hát Khun được tiếp nhận, đưa về vườn thú Hà Nội ngày 8 tháng 4 năm 2014, có trọng lượng ước tính khoảng 2.300 kg. Trong quá trình nuôi dưỡng và trưng bày tại chuồng số 50, vườn thú Hà Nội đã thực hiện chăm sóc, quản lý theo đúng quy trình kỹ thuật, đại diện phòng kỹ thuật của vườn thú thông tin. Vị cán bộ kỹ thuật cho biết thêm, từ năm 2019, tình trạng sức khỏe của Hát Khun không tốt, thỉnh thoảng bác voi bị ngã khuỵu không tự đứng lên được. Mỗi lần như vậy, những người chăm sóc phải dùng cần cầu hỗ trợ đỡ con vật đứng dậy. Trước tình trạng đó, vườn thú Hà Nội thường xuyên bổ sung các loại vitamin, khoáng và thuốc dưỡng xương khớp để tăng cường sức đề kháng cho voi. Đến ngày 4 tháng 1 năm 2023, voi tiếp tục bị khuỵu, ngã không tự đứng lên được. Chúng tôi đã bổ sung thêm thuốc dưỡng khớp, thuốc trợ sức, trợ lực cho voi và dùng cần cầu hỗ trợ nhưng bác voi không đứng lên được nữa, cũng không ăn uống gì. Đến 16 giờ 45 phút ngày 3 tháng 2 năm 2023, Hát Khun chết, được kết luận do già yếu, suy hô hấp, đại diện phòng kỹ thuật vườn thú Hà Nội cho biết. Mưa lũ, sạt lở đất ở miền núi phía Bắc làm 7 người chết, di rời khẩn cấp nhiều hộ dân vùng nguy hiểm. Mưa lũ, sạt lở đất ở các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Yên Bái đã làm 7 người chết, nhiều đoạn đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng, hàng chục hộ dân phải di rời khẩn cấp. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu sáng ngày 6 tháng 8 cho biết, mưa lớn đã gây sạt lở đất làm thiệt hại người, công trình cơ sở hạ tầng và tài sản của nhân dân. Theo đó, mưa lũ, sạt lở làm 4 người chết, 3 người bị thương. Tại xã Tà Mung có 2 người chết, ông Lường Văn Ơ 51 tuổi, bị lũ cuốn trôi, một cháu bé người ở bản Nậm Mở bị đất sạt vào nhà. Tại xã Khoen On có 2 người chết là bà Lò Thị Đinh 56 tuổi, bản Chế Hạng, bị đất đá sạt lở vào nhà và phát hiện một thi thể thanh niên nam, khoảng 18 tuổi tại suối Nậm Mở. Ủy ban Nhân dân xã đang chỉ đạo công an xã thông tin các bản, các xã thượng nguồn giáp danh giả soát. Mưa lũ, sạt lở đất cũng làm 3 người ở bản Chế Hạng bị thương. Hiện cán bộ trạm y tế đã tiếp cận vị trí người bị thương để sơ cứu. Tuy nhiên, đường đến bản Chế Hạng và khu lán nương của bản rất khó khăn, do đường từ trung tâm xã đến vị trí người bị thương có khoảng 12 vị trí bị sạt lở ta luy dương, chỉ có thể đi bộ qua. Tại bản Mùi 1, có 2 chị em ruột bị nước lũ cuốn trên đường từ bản về nhà. Rất may, khi bị trôi khoảng 100 mét thì nhân dân cứu được, đưa ra bệnh viện huyện kiểm tra sức khỏe. Hiện 2 cháu bị chảy xước nhẹ, sức khỏe bình thường và tiếp tục theo dõi. Mưa lũ đã làm km 198 289 quốc lộ 4H bị sạt lở ta luy âm gây lún, nứt đường ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông đi lại của người dân. Còn tại km 14 800 DT 129, bản Nà Kế, xã Hồng Thu, xảy ra nứt đường dài khoảng 40 mét, nguy cơ sạt lở một nhà. Ông Vương Đức Lợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho hay, sau khi xảy ra thiên tai, tỉnh Lai Châu đã tổ chức thăm hỏi động viên các hộ gia đình có người chết, người bị thương, hỗ trợ phí mai táng theo quy định, hỗ trợ điều trị sức khỏe tại bệnh viện và các chi phí khác theo quy định. Đối với khắc phục các tuyến quốc lộ 4H bị sạt lở, ông Lợi cho biết đã chỉ đạo rào chắn cảnh báo, phủ bạt phạm vi sạt lở, đào bạt ta luy dương, lấp rãnh dọc phía đầu cầu để mở rộng nền đường đảm bảo bề rộng xe chạy. Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua vị trí đoạn đường đầu cầu, Sở Giao thông Vận tải Lai Châu đang đề xuất phương án xếp kè dọ thép 5-7 tầng đặt trên nền đá gốc, đắp đất hoàn trả phần nền đường bị sạt lở và đuôi mố cầu. Đối với vị trí km 14 800 đường tỉnh 129, chỉ đạo phân luồng tạm thời các phương tiện di chuyển theo hướng khác, đồng thời lên phương án khắc phục trong thời gian sớm nhất, đảm bảo lưu thông giao thông cho người dân. Tại Yên Bái, theo báo cáo nhanh lúc 10 giờ sáng nay của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa lũ, sạt lở đất đá làm 2 bé ở xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải tử vong. 31 nhà ở huyện Mù Cang Chải bị nước lũ, sạt lở đất làm hư hỏng ảnh hưởng. Ngay sau khi nhận được tin báo của địa phương bị thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mù Cang Chải đã thành lập 3 tổ xuống xã Khao Mang và xã Hồ Bốn để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, thăm hỏi động viên gia đình có người bị chết và các gia đình bị ảnh hưởng do sạt lở đất đá vào nhà. Công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 đã điều xe, máy móc khắc phục vị trí sạt lở tại km 316 230, km 318 600 quốc lộ 32, hiện tại đã thông đường. Tại tỉnh Sơn La, mưa lũ cũng làm một người chết là anh Lò Văn La, sinh năm 1990, tại bản Nà Lếch xã Triềng Lao, huyện Mường La bị lũ cuốn trôi. Một hộ tại bản Phương Yên, xã Triềng Hoa và 7 hộ tại xã Triềng Lao bị mưa lũ làm nhà bị đổ sập hoàn toàn. Bên cạnh đó, do nhà bị sạt lở, đá lăn vào nhà nên 28 nhà phải di rời khẩn cấp. Về giao thông, đoạn tuyến quốc lộ 279D từ Mường La đến Lai Châu tắc hoàn toàn,
nhiều điểm sạt lở làm ách tắc giao thông.